Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả bạn đến với Code Lab. Ở trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phân tích cấu trúc HTML cho cái block tin tức này các bạn nhé. Mình sẽ có một cái div bên ngoài này các bạn này, là mình gọi là container đi ạ. Giống như các video trước nhé, là đóng vai trò để mình tạo ra. Đây các bạn nhé. Để mình đưa cái nội dung này vào giữa không ạ, div.container này. Nó giới hạn cái phạm vi, nó không phun ra hết màn hình các bạn nhé. Và nó chỉ nằm trong cái container này thôi. Đấy, div container, div bao ngoài. Và tiếp nữa thì là mình sẽ có cái div mà bao cái hình ảnh này và cái nội dung content này nhé. Tức là trong cái bài viết thì mình có hình ảnh bên trái và content bên phải thì mình sẽ có một cái div bao ngoài này. Đấy, bao cả khối này. Thì mình gọi cái div này là... Đấy bạn nhé. Mình gọi cái div này là wrapper hoặc là wrapper block đi nhé, wrapper block. Tiếp đến thì mình có cái hình ảnh bên tay trái này, thì cái hình ảnh bên tay trái này hoàn toàn là các bạn có thể click vào để sang chi tiết bài viết các bạn nhé. Cho nên là gì, ngoài cái câu chuyện là nó là thẻ img rồi, đương nhiên là bên trong để sâu ra hình ảnh này phải thẻ img đúng không, thì mình cần có thẻ A để liên kết đến một cái trang chi tiết, cũng như mình có một cái div nhá bên ngoài để mình bao đóng thẻ A bạn nhé. Đấy, cho nên là mình có một cái khối bên trái này. Thì đấy là cái cách mình thường tổ chức liên quan đến hình ảnh các bạn nhé. Bạn xem phần mà menu bạn hiểu đúng không ạ? Đây mình sẽ có là div xong đến A img, bởi vì mình mong muốn là có một cái khối block để bao ngoài nhé. Thế thôi. Còn bạn nào, kể cả bạn nào bạn không dùng div cũng được, dùng mình A cũng vẫn ok nhé. Rồi tiếp nữa là mình có khối bên phải này. Khối bên phải này thì mình sẽ có một cái div lớn bên ngoài. Ở bên phải mình tách ra bên cái góc phải này các bạn nhé. Thì cái này là div block content. Content nhé. Đấy, thì trong cái div block content thì mình sẽ đổi cái màu một tí này. Mình sang cái màu đỏ đi. Ok. Đấy, thì đây là div block content các bạn nhé. Thì trong cái block content để gì thì mình sẽ có là cái thằng này này. Là thẻ, đấy các bạn nhé, cái thằng này là thẻ H, mình để H4 đi. H4 nhé, là cái tiêu đề bài viết. À, mình có cái phần ngày tháng này và cái phần message đúng không các bạn? Thì các bạn cứ thấy có hai cái phần này các bạn nhé. Thì các bạn phải có một cái bao đóng của nó đúng không ạ? Bởi vì các bạn có gì? Phần đầu tiên là cái message, cái ngày tháng này, phần thứ hai message này. Cho nên mình phải có một cái bao đóng bên ngoài cái thằng này. Còn một thằng thì các bạn không cần bao đóng. Trừ khi là trường hợp đặc biệt như cái thể hình ảnh này thì mình bao đóng nhé. Đó, thì mình sẽ có một cái thằng này. Mình bao đóng thì mình thường hay dùng là UL các bạn nhé, UL đấy. Và bên trong mỗi cái thằng này nữa thì mình có là gì ạ? Là LI. Đây, mỗi cái phần nhỏ bên trong này. Mỗi cái phần này thì mình sẽ có là LI. Tất nhiên rồi, trong LI thì mình phải có hai nội dung các bạn nhé. Thứ nhất là cái tag này này. Đúng không? Thứ hai nữa là cái thẻ y để in ra cái icon này đúng không? Thì mình sẽ có li này, y này đúng không? Xong cái này tách đúng không? Tách để sâu ra đấy. Tách là abrid 14/2018 hoặc là cái số 10 này các bạn nhé. Tách content. Tiếp tục thì mình có cái thằng mô tả dưới đây này. Thì nó là thẻ p các bạn nhé, mình để thẻ p. Thì có bạn hỏi là không để thẻ P, thẻ div cũng được không? Có được các bạn nhé, nhưng mà vấn đề là gì? Các bạn dùng cái mô tả văn bản bạn thường nên hay dùng thẻ B các bạn nhé. Vì P nó là paragraph rồi, sau này nó cũng sẽ tốt cho cái việc các bạn save hơn đúng không ạ? Mình có cái thằng cuối cùng là div more này. Thì mình là cái thẻ A các bạn nhé. Đấy. Đấy. Thì đây là toàn bộ cấu trúc về nội dung của cái thẻ HTML.
Và các bạn cố gắng thì xem kỹ và hiểu được cấu trúc, bởi vì mình nghĩ rằng là khi các bạn code một cái nội dung về HTML ấy, quan trọng nhất vẫn là các bạn phân tích được cái cấu trúc HTML. Sau đấy thì các bạn mới đến bước tiếp theo là các bạn xây dựng cấu trúc và style các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.